cô ơi, thế là không được học nữa ạ? Câu hỏi đó chính là một trong những nguồn cơn khiến cuốn sách này của tôi ra đời. Chuyện bắt đầu thế này. Ngoài công việc làm MC, tôi cũng đã và đang đứng dạy lớp các khóa học về nghề, về cách thuyết trình, nâng cao khả năng giao tiếp. Có một kỷ niệm mà tôi rất nhớ, không phải trong lúc dạy, mà là sau khi một khóa học đã kết thúc. Khóa đó đã tốt nghiệp xong rồi, nhưng đến buổi sau, theo thời khóa biểu của thời điểm còn đang học, các bạn trong lớp đã quên mất là mình đã tốt nghiệp. Các bạn ấy vẫn tới và thấy lớp khóa cửa. Nhìn cửa lớp khóa, các bạn ngơ ngác rồi gọi điện cho tôi và thảng thốt. Ơ cô ơi, thế là không được học nữa ạ? Tôi cũng ngơ ngác không kém mới đáp rằng ơ các em ơi, lớp mình tốt nghiệp rồi cơ mà. Các bạn thở dài sườn sượt, bảo chúng em đang quen học, thế mà như thế này thì hỡng hụt quá. Sau đó ngồi nghĩ lại, tôi thấy rất thương và cứ đau đáu rằng mình có thể làm gì thêm cho các bạn được nữa. Và vì vậy, sau khi một số lớp tốt nghiệp xong, tôi đã thành lập một câu lạc bộ MC thực chiến để các bạn vẫn có một nơi để sinh hoạt. Tại câu lạc bộ này, chúng tôi cũng tổ chức những event khác nhau để giúp các bạn có cơ hội được thực hành. Nhưng còn một vấn đề nữa, một số bạn ở xa, học online thì làm sao tham gia được những câu lạc bộ kiểu như vậy? Mà nếu các bạn học xong rồi chỉ để đấy, thì tôi sợ rằng những kiến thức mà các bạn học được cũng sẽ rơi rớt, phí hoài mất. Đấy là còn chưa kể đến một số bạn mong muốn được học nhưng không có điều kiện. Tất cả những điều này khiến tôi suy nghĩ không nguôi, bởi tôi muốn chạm tới cuộc sống của tất cả những con người ham học, có đam mê được học. Tôi muốn làm được một điều gì đó cho họ, lớn nhỏ gì cũng được. Và đấy chính là một trong những lý do mà tôi ấp ủ rất lâu để cho ra mắt cuốn sách này. Các bạn mong muốn được học, còn tôi mong muốn dùng cuốn sách này để truyền động lực cho các bạn. Để các bạn biết được hành trình đến với nghề MC là thế nào, mà con đường sự nghiệp của tôi chỉ là một ví dụ thôi. Để các bạn hiểu được nghề MC có những khó khăn vất vả gì và có thể vượt qua ra sao. Ngoài ra, với những bạn có quyết tâm cải thiện bản thân hoặc có mơ ước trở thành MC, thì đây cũng là một tài liệu hữu ích, không chỉ để tham khảo mà còn hướng dẫn các bạn thực hành luôn. Bởi tôi đã cố gắng viết rất chi tiết, rất đầy đủ, không giấu nghề. Nên nếu các bạn cứ làm đúng chuẩn như vậy và chịu khó dành thời gian tập luyện, thì các bạn hoàn toàn có thể đứng trên sân khấu với bản lĩnh, với sự tự tin. Và tôi tin rằng thành công sẽ tới với các bạn. Cuốn sách của tôi gồm 3 phần. Phần 1, đường đến với ánh đèn sân khấu. Chương 1, hòn bi ve đáng yêu của cả nhà. Chương 2, trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, tuổi thơ ách xà lách của Vân Quát. Chương 3, cánh cửa nghệ thuật tưởng đã khép lại vì tớ quá xấu. Chương 4, những kỷ niệm đong đầy âm nhạc với ông ngoại, tài tử Ngọc Bảo. Chương 5, bước chân vào con đường ca hát. Chương 6, vạn sự tùy duyên, một thời ba phải. Chương 7, đi thật lâu để trở về. Phần 2, những câu chuyện hậu trường. Chương 1, thuận lợi ai cũng biết, khó khăn mấy người hay. Chương 2, những chuyện đáng yêu vô đối của nghề MC. Chương 3, phong cách sống với tuyên ngôn 4 dấu nặng. Chương 4, một lựa chọn khác ngoài nghề MC. Phần 3, trở thành MC chuyên nghiệp có khó không? Chương 1, những tố chất cần có của một MC. Chương 2, những bí kíp nghề nghiệp của người trong cuộc. Chương 3, bí quyết trở thành một người luôn tỏa sáng. Từ trái tim mình, MC Mỹ Vân chúc các bạn luôn dám ước mơ, dám lựa chọn, dám nắm bắt các cơ hội và không ngừng cố gắng để đạt được những thành tựu rực rỡ nhất.